Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel chị Sally. Hôm nay là một cái số video tiếp theo trong series cuộc sống tự lập. Và hôm nay thì mình dậy sớm hơn bình thường một chút xíu. Tuy nhiên thì ngồi make up cái thứ đam mê. Thế là bây giờ bắt đầu muộn giờ dự kiến 10 phút. Và sáng nay thì sẽ phải đi dự một cái buổi ra mắt, một cái event ở bên ngoài của Bố Châu Giang ấy. Áo này là áo thun đen của Givenchy. Quần thụng, quần này cũng khá là thoải mái. Hôm bữa mình mua ở Ba Xe Style Nanda. Hôm nay tham dự một cái sự kiện ở trong đây gọi là khách sạn Liberty Central Riverside. Nhớ có chào quà luôn. Đang quay một cái vlog rất nhà. Lâu lắm mình về nhà ăn cơm. Hôm nay thì biết tại sao mẹ lại gọi về ăn cơm trưa. Chính là vì mẹ bảo là đi về nhà nấu cơm cho mẹ đi. Bởi vì hôm nay thì bố đi vắng. Về nhà nấu cơm rồi mấy mẹ con ăn cơm với nhau. Đáng nhẽ ra là sáng nay thì mình sẽ đi học tiếng Anh mọi người ạ. Nhưng mà sáng nay thì đi quay phỏng vấn, đi quay tốt nghiệp các bạn tốt nghiệp ấy. Thành ra là hôm nay thì đã xin nghỉ và bù sang ngày mai, nên là bây giờ sẽ phải học bài bù. Hồi xưa thì mình học tiếng Anh cũng chắc ngữ pháp hết ấy. Nhưng mà dạo này thì tại vì cũng khá lâu rồi không sử dụng tiếng Anh, cho nên là kiểu mấy cái từ vựng ấy cũng quên nhiều. Nhờ vào từ điển để dịch và cũng phải nhờ vào web để mà xem cấu trúc lại các thứ ấy. Tiện đây mình cũng chia sẻ với mọi người là mình có một cái app mấy cái từ tiếng Anh khá là ok. Cái app này tên là YouDictionary. Đây, giao diện thì sẽ như thế này. Ở trong đây ấy, khi mà các bạn bật vào ấy thì sẽ có rất là nhiều chương trình ở trong cái app này. Ví dụ như là học ngữ pháp này, học qua bài hát, có lịch ở trong đây luôn. Mỗi cái ngày lịch ấy thì sẽ có một cái câu ca dao tục ngữ của người Anh ấy. Mình thường hay dùng cái app YouDictionary này để dịch với lại học tiếng Anh online miễn phí ở trên Android ấy. Ngoài tiếng Anh ra thì các bạn có thể đổi sang những cái ngôn ngữ khác nữa. Đây này, ví dụ như là đây là tiếng Anh nhá, cho nên là có hơn 100 ngôn ngữ khác nhau nữa. Tiếng Tây Ban Nha này, tiếng Việt. Nói chung có rất là nhiều loại tiếng khác nhau. Trên cái app này ấy, thì có hai cách dịch rất là tiện mà mình thường hay dùng. Một là Magic Translate và hai là chụp ảnh dịch. Cái chụp ảnh dịch thì nó sẽ như thế này. Đó. Và sau khi chụp xong ấy thì mình có thể phóng to thu nhỏ cái phần này, hoặc là các bạn di chuyển đến cái phần mà các bạn cần dịch và bấm vào từ dịch. Rồi đợi máy một chút thì được dịch ra bằng tiếng Việt ở trên này. Đó. Và bên dưới là cái đoạn tiếng Anh. Đó, những con mồi đầy màu sắc là những trò chơi thông minh. Lại vào tiếng Việt ở trên, rất là tiện. Đây là kiểu chụp ảnh dịch. Và cái Magic Translate là như thế này. Sẽ bấm đại vào một cái trang bất kỳ ở trên Google. Và nhiều từ thì mình cũng không biết làm và mình cũng không biết dịch như thế nào. Bởi vì có nhiều từ vựng thì nó cũng khá là chuyên môn ấy. Đấy, thì mình có thể dùng cái Magic Translate này. Bấm vào cái kính lúp và sau đó thì di chuyển đến cái đoạn mà các bạn cần dịch. Đó, bôi đen. Thì cái phần đấy nó sẽ thay bằng một cái đoạn tiếng Việt đã được dịch rồi. Đây, tôi choáng ngợp với phản hồi và nhận được nhiều gợi ý từ địa phương về mọi thứ. Cái Magic Translate rất là tiện. Và mình dùng cái này thì nó tiện hơn rất nhiều đấy. Khoảng tầm 1-2 giây sau thôi là đã có kết quả rồi. Và nhìn như thế này thì các bạn sẽ hình dung giai đoạn văn nhanh hơn. Và mình có thể tiện hơn đấy. Mình có thể dịch liên tục. Đó. Và cái Magic Translate này thì các bạn có thể kích hoạt bằng cách là các bạn vào phần cài đặt ở trên cái app này. Và sau đó thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần dịch nhiệm màu và kích hoạt bật nó lên. Thế là xong.
Đó, nói chung là cái app này thì nó tiện hơn và nó có nhiều cái khác biệt hơn so với những cái app khác. Tí nữa chắc là mình sẽ đi mua cá hồi, mình đang thèm cá hồi. Mình sẽ đi qua hàng cá hồi, mua cá hồi và sẽ nấu một cái gì đấy để ăn buổi tối nay. Không, chắc là hôm nay mình sẽ ăn sớm ấy mọi người ạ, bởi vì dạo này thì ăn khá là muộn với lại còn hay ăn đêm nữa. Chắc là hôm nay về cái là mình sẽ tranh thủ mình đi mua đồ và mình nấu luôn. Nếu như mà ăn sashimi, ăn đồ sống thì sẽ đỡ mất thời gian phải mua đồ các thứ hơn. Còn mọi người biết tại sao lại phải đi quay sớm không? Bởi vì hôm nay các bạn sẽ thi tốt nghiệp, thi đại học. Cách đây 6 năm tụi mình cũng đi thi tốt nghiệp, thi đại học vậy. Là bọn mình bồi hồi cảm xúc. Già lắm rồi. Già lắm rồi. Không, mày già theo tao kìa. Không, cái này là một cái sự thành giao cách cảm á anh. Ok. Đợi cũng đông, phụ huynh đứng cũng đông. Hôm nay là ngày thi cuối cùng. Đâu có, ừ, cầm mấy cây về. Tao thấy nó heo quá. Cái lá nó đỏ vậy, không biết. Chêm một miếng cá hồi đi. À, cái này là bánh miếng to rồi. Cho chêm một nửa miếng này đi. Quà. Trong đây có gì nữa ta? Một cái quạt cầm tay, một cái dưỡng chất gì đấy. À, cái này xin về trà, trà thải độc, mát gan, tiêu độc, hỗ trợ giảm cholesterol. Cái này thì có thể uống buổi sáng được. Cái cá chích này ấy, mình ăn ở ngoài hàng ấy thì người ta cắt một cái miếng rất là mỏng. Đây là nhà mình thường hay tìm chỗ mua ấy, xong mình mua về ăn. Ăn kiểu này đã hơn với lại lời hơn rất nhiều. Một cái này mình mua là 195.000. Thì cái màu vàng này là loại truyền thống ấy. Cái màu đỏ thì nó là vị gừng chua ấy, nó sẽ hơi chua nhẹ. Ở nhà mình ăn ấy thì muốn cắt như thế nào thì cắt ấy. Mấy anh tại vì hay mua đồ ấy nên là mấy anh ưu tiên cho phần bụng. Đây là sashimi, cá hồi với lại cá chích ép trứng. Còn đây là salad, cá hồi sống. Hôm nay thì Lobo quá quên mất mua gừng đỏ. Nghĩa là phải có gừng đỏ với lá tía tô nữa thì nó sẽ ngon hơn ấy. Còn bây giờ thì ăn thôi, mời mọi người nhá. Trời ơi thơm quá. Wasabi vào đây, mời mọi người nhá. Trời ơi, ngon lắm luôn. Ui, cái wasabi này ngon. Nó không phải là cay quá nhưng mà nó rất nồng. Mình ăn kiểu này. Ừ. Wow, cay quá cay quá. Buổi sáng với buổi trưa không được bỏ, đặc biệt là buổi trưa phải ăn thật no. Nhưng mà buổi tối thì các bạn có thể bỏ được. Ăn trái cây hay là ăn nhẹ một cái gì đấy thôi. Các bạn ăn càng sớm càng tốt. Trước 6 giờ đổ lại là tốt nhất. Còn nếu không thì sau 8 giờ tối là các bạn không được ăn gì cả. Ui cay quá. Ăn vặt xế chiều, tan tan, rong biển lúc nãy còn. Và một cốc chanh dây đường. Nhìn đâu khác gì nhà hàng đâu. Đây là nhà hàng của cô Chi nhá. Cô Chi nghĩ xem là tí nó có nên gội đầu không? Hay là đi ra ngoài nhờ